tôi cảm thấy công tác tổ chức giải ở Thái Lan rất là tốt, và tôi cảm thấy là Thái Lan là đất nước có cái nền bóng chuyền rất là phát triển, và Việt Nam cần sẽ cố gắng có thể là nhìn theo Thái Lan và sẽ cố gắng để mà có cơ hội được đến với sân chơi VNL ở những năm sắp tới. Sau khi kết thúc vòng 1 ở Việt Nam thì chúng tôi cảm thấy khá là tiếc nuối vì trận thua 3-2 ở trận chung kết với đội Thái Lan, và chúng tôi cũng khá là tiếc nuối. Và mục tiêu ở vòng 2 thì chúng tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình và để có thể là toàn đội giành được cái thành tích cao nhất. Theo kế hoạch trong năm nay thì tôi sẽ trở về Việt Nam và cùng câu lạc bộ của tôi tham gia giải câu lạc bộ châu Á sắp tới. Và về việc nếu có một câu lạc bộ ở quốc tế có lời mời thì có thể tôi sẽ xem xét, và nếu có cơ hội. ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ